Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 6, 2 tây tháng 8 năm 2019. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mỗi một ngày trước khi đi vào trong cái phần đề tài mỗi một ngày thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425, 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang mà có nhu cầu về luật di trú thì vui lòng liên lạc với luật sư Dina Nguyễn. Và nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư, 714-657-2425. Bên cạnh đó là phần bảo trợ của Win Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Nếu như quý vị có trở ngại với sở thuế, muốn đòi quyền lợi tối đa với sở thuế thì nên giao cho một công ty chuyên nghiệp làm chuyện này. Liên lạc với Win Financial, 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra, Win Financial còn giúp hỗ trợ cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building và đồng thời là giúp quý vị xây dựng tín dụng hoặc sửa chữa tín dụng. Số điện thoại một lần nữa, 714-888-5666. Phần bảo trợ của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đường Bonsa, ngay giữa trái tim của Lý Đô Sài Gòn, và đã có mặt trên 20 năm, có nhiều món ăn cho quý vị tha hồ lựa chọn. Ăn trưa với bạn bè, ăn tối với gia đình, quý vị có thể ghé qua nhà hàng Song Long. Nhất là quý vị nào ở tiểu bang xa về, đến Lý Đô Sài Gòn dự chợ đêm thì chỉ vài bước tới là tới nhà hàng Song Long. Quý vị có thể ghé nhà hàng Song Long ăn thử. Số điện thoại 714-775-3724, 714-775-3724. Và quý vị vào trang Yelp đánh chữ Song Long Restaurant sẽ có địa chỉ chính xác cho quý vị. Bên cạnh đó là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, nhà chuyên về nha khoa cho người lớn lẫn trẻ em. Nếu trong nhà quý vị, con em của quý vị muốn có hàm răng trắng, khỏe mạnh, đẹp, chắc chắn, cứng cáp thì quý vị có thể giao phó công việc này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Số điện thoại là 714-890-9090, 714-890-9090. Và văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng nằm trên đường McFadden, gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia lại thì bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Lên trang Yelp đánh chữ Võ Centra DDS, quý vị sẽ có địa chỉ chính xác. Cảm ơn tất cả những người bạn và những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào trong cái đề tài ngày hôm nay. Hai đề tài đều liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại vì mấy ngày nay, coi như là cả mấy tháng nay, chúng ta tập trung khá nhiều từ khi mà Tổng thống Trump phát động cái chiến dịch gọi là cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc, thì chúng ta có nhiều đề tài để nói về nhà cuộc chiến mậu dịch này. Ngày hôm nay thì tôi biết các bạn đau lắm, tại vì thị trường chứng khoán ở khắp nơi đều đỏ lét và tất cả đều khủng hoảng với cái tin mà Tổng thống Trump đánh 10% vào 300 tỷ mặt hàng của Trung Quốc. Tuy nhiên, cái xác định thuế này thì nó sẽ được áp dụng vào ngày 1 tây tháng 9, tức là chúng ta còn 30 ngày nữa. Và khi mà cái xác lệnh thuế này được đưa ra, chuyện gì xảy ra và tiếp đến sẽ là cái gì? Đầu tiên, một số những cái bản tin gửi đến quý vị. Trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trong nửa năm đầu tiên của 2019 được xem là xuống kinh khủng. Đó là cái con số mà cho thấy đầu tiên và bây giờ Trung Quốc bị tổn hại. Tổng số trao đổi mậu dịch song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã rớt xuống 14% trong cái first half, tức là 6 tháng đầu tiên của năm 2019 và so với năm 2018. Đó là cái báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại được công bố ngày hôm nay thứ 6. Và sự thay đổi này cho thấy là cái ảnh hưởng của cuộc chiến mậu dịch của hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Trong 6 tháng đầu năm thì cái combine, tức là phối hợp cả xuất cảng lẫn nhập cảng, tổng số mà của Hoa Kỳ và Trung Quốc nhập cảng và xuất cảng lẫn nhau là 271 tỷ Mỹ Kim, so với năm 2018 là 314 tỷ Mỹ Kim. Và kết quả là Trung Quốc đã rớt khá nặng nề và rớt xuống một cách thê thảm
nằm dưới cả Canada và Mexico. Tức là trước đây Trung Quốc nằm trên Canada và Mexico là đối tác lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái báo cáo mới nhất bây giờ thì cái rating của Trung Quốc đã rớt xuống còn thua Canada và Mexico nữa quý vị. Đó là cái ảnh hưởng của cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và bản tin thứ hai từ New York, một trong những công ty được xem là nổi tiếng về thời trang là Levi and Strauss Company đã tuyên bố là sẽ dời toàn bộ công xưởng của họ ra khỏi Trung Quốc, và chỉ 1 đến 2% của công ty Levi đã bán tại Hoa Kỳ và có cái xuất cảng là cái công xưởng tại Trung Quốc. Và bản tin cho biết là với 16% so với 2 năm trước đây, và công ty đã nói chuyện một ngày trước khi mà Tổng thống Trump đánh thuế vào 300 tỷ mặt hàng của Trung Quốc. Và bây giờ thì công ty này tuyên bố là every day is a new day, mỗi ngày đều là một ngày mới, và bây giờ tới lúc chúng tôi phải quyết định. Và chuyện gì xảy ra, công ty này sẽ chấm dứt tất cả các công xưởng của họ tại Trung Quốc. Công ty này có trụ sở chính ở San Francisco và ở New York, và bây giờ họ nói rằng là cái việc mà đặt công xưởng ở Trung Quốc không còn lợi nữa, và họ sẽ kéo tất cả công xưởng ra khỏi Trung Quốc và có thể kéo một phần về Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Và công xưởng này, Clovis cũng đang có 2 công xưởng, một công xưởng nằm ở Ba Lan và một công xưởng nằm ở Phi Châu, và hầu hết là có họ bán hàng trên tổng cộng 22 quốc gia. Và bây giờ thì họ nói rằng là bây giờ tất cả những cái business của họ liên quan tới Trung Quốc đành phải chấm dứt. Đó là cái tin thứ hai. Và bây giờ tới cái tin thứ ba, Tổng thống Trump khẳng định nếu Trung Quốc không muốn làm ăn với Hoa Kỳ thì chuyện đó cũng tốt thôi. Đó là cái câu khẳng định của Tổng thống Trump, và ông nói rằng chính Trung Quốc đã làm rất nhiều chuyện để tránh cái cuộc đàm phán này. Trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì ông nói rằng China have to do a lot of things to turn it around, tức là chính Trung Quốc đã làm rất nhiều việc để tìm cách níu kéo và quay đầu trở lại và không muốn đàm phán với Hoa Kỳ. Mặc dù ông với Tập Cận Bình đã có những cuộc nói chuyện, tuy nhiên cho tới giờ phút cuối cùng thì phía Trung Quốc đã tìm cách tháo lui, và chúng tôi sẽ có một cái thương lượng công bằng với Trung Quốc và sẽ có một cái thương lượng tốt hơn ngay bây giờ, hoặc là sẽ vĩnh viễn không có. Ông nói thẳng luôn, và họ đang có những cái họ đang chơi những cái trò rất là bất công ở trong cái thị trường này, và vì vậy tôi phải có thái độ với họ. Đây là lời khẳng định của Tổng thống Donald Trump. Ok các bạn, ngày hôm qua thì ông đã lên tiếng trong cái việc áp thuế 10% trên 300 tỷ Mỹ kim. Ngày hôm nay, thị trường chứng khoán của cả Á Châu lẫn cả Hoa Kỳ đều đỏ lét và gần như là ai cũng xanh mặt. Mặc dù là bên Dow Jones đã cứu lại được nhờ một số những cái tin tốt, nhưng mà vẫn bị rớt. Ok các bạn, đó là cái thông tin đầu tiên. Và cái thông tin thứ hai thì các bạn đã thấy là cái trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã giảm xuống 14%. Và khi mà Tổng thống Trump nói rằng nếu như Trung Quốc không muốn làm ăn với Hoa Kỳ thì cũng tốt thôi. Câu này cái ý nghĩa như thế nào vậy các bạn? Ok, như vậy thì Tổng thống Trump đã bắt đầu chọn, thứ nhất chúng ta nhìn thấy được là Tổng thống Trump đã chọn thái độ cứng rắn về mậu dịch đối với Trung Quốc. Ông không còn một cách nào khác hết. Ông chỉ có đưa ra một cái cách, một là Trung Quốc ngồi xuống ký vào cái bản thỏa thuận. Còn hai là hai bên sẽ bước vào thế nước và lửa, tức là không còn cái kiểu mà gọi là màu xám như ngày xưa nữa, và hai bên đã không còn, chính thức không còn là đối tác của nhau nữa. Ngày hôm nay thì Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc đã rất tức giận và lên tiếng cho rằng là hành động của Tổng thống Trump là thiếu tính xây dựng. Đó là lời phát biểu của Vương Nghị ngay tại Bangkok ngày hôm nay. Ok, như vậy thì Tổng thống Trump khi chọn thái độ cứng rắn như vậy, và ông còn nói một câu là nếu Trung Quốc không muốn làm ăn với Hoa Kỳ thì cũng tốt thôi, thì chúng ta đã nhìn thấy ông chọn thái độ cứng rắn. Và điều thứ hai là gì các bạn? Điều thứ hai mình thấy được là lần này ông đã đưa ra một cái chiến lược phải nói rằng là gần như triệt buộc với Trung Quốc. Gần như triệt buộc với Trung Quốc, tức là Trung Quốc không còn một cách nào khác hết. Một là chính thức trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Còn hai là phải đáp ứng tất cả đòi hỏi của Hoa Kỳ. Ông đưa ra ngay thời điểm này là cái lúc mà khó khăn cho Tập Cận Bình nhất. Tại vì cuộc họp tại Bắc Đới Hà đang diễn ra
Và cái hội nghị này quy tụ tất cả những tay gọi là sừng sỏ nhất, dù là lão thành hay không lão thành, dù đang hoạt động trong bộ chính trị hay không, đều có mặt ở Bắc Đế Hà trong cuộc đấu tranh quyền lực ở tại Trung Quốc. Đây là lúc Tập Cận Bình sẽ phải chọn lựa. Ông cố tình đưa một cái áp lực mạnh mẽ để buộc Tập Cận Bình phải chọn lựa. Một là Trung Quốc sẽ phải chọn hướng đi đúng hướng với cộng đồng quốc tế. Còn hai là Trung Quốc chính thức sẽ bị cô lập. Bởi vì khi mà ông nói như vậy, tức là ông đã cảnh cáo Trung Quốc không phải ngưng làm ăn với Hoa Kỳ thì là xong đâu. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Trung Quốc. Các bạn thấy hàng của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ trong năm ngoái là 500 tỷ Mỹ Kim. Là các bạn thấy cái mất quân bình cán cân mậu dịch đó, thì các bạn thấy 500 tỷ Mỹ Kim. Và bây giờ mất đi 500 tỷ Mỹ Kim này thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ như thế nào? Nhưng mà chưa hết đâu các bạn. Tại vì bước kế tiếp, Tổng thống Trump sẽ gia tăng áp lực. Tức là nếu như Trung Quốc chọn thái độ đối đầu và trở thành đối lập với Hoa Kỳ một cách dứt khoát, tức là họ không thỏa hiệp với Hoa Kỳ và họ sẵn sàng đối đầu tới cùng, chuyện gì xảy ra? Những quốc gia nào làm ăn với Trung Quốc sẽ bị ngăn cản và sẽ bị làm khó làm dễ khi hàng của họ nhập vào Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái điểm mà chính trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay với các bạn. Ok, và các bạn thấy rõ là trong cái bước mà chúng ta nhìn thấy được ở trong cái biến chuyển ngày hôm nay là một lời cảnh cáo của Tổng thống Donald Trump. Ông đã cảnh cáo Trung Quốc không phải là không làm ăn với Hoa Kỳ thì cũng tốt thôi. Tức là những quốc gia nào bây giờ Hoa Kỳ là một cái thị trường lớn nhất thế giới. Rõ ràng nha các bạn, thị trường lớn nhất thế giới. Vậy thì câu hỏi đặt ra, vậy thì khi mà Hoa Kỳ ngưng làm ăn với Trung Quốc và sẵn sàng chặn hết tất cả những quốc gia nào làm ăn với Trung Quốc xuất cảng qua Hoa Kỳ, không phải toàn bộ các quốc gia, cái cách của Hoa Kỳ là những công ty ở những quốc gia đó. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cái nước mà chống Hoa Kỳ nhiều nhất, đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà chống Hoa Kỳ nhiều nhất là nước Đức. Đúng chưa các bạn? Và bây giờ tôi không nói toàn bộ nước Đức, nhưng mà tôi nói những hãng xe của nước Đức. Nếu như những hãng xe đó đặt tại Hoa Kỳ, sản xuất tại Hoa Kỳ và tất cả thép nhập từ Đức hoặc từ Hoa Kỳ thì không sao cả. Nhưng mà công ty đó dính dáng với Trung Quốc thì Hoa Kỳ ngưng ngay. Hoa Kỳ ngưng công ty đó lại ngay. Tức là Hoa Kỳ sẽ tạo một cái sức ép xung quanh Trung Quốc. Đó là cách mà ông Trump sẽ làm. Giống như tương tự như ông đã đối xử với Iran hay là Venezuela. Quốc gia nào mà làm ăn với Venezuela, Iran là ông có cái lệnh cấm vận ngay. Rồi bên cạnh đó là ông sẽ ban hành lệnh cấm vận đối với lại cái tất cả những công ty của Trung Quốc. Thì bây giờ các bạn nghĩ đi, nếu như không làm ăn với Hoa Kỳ, cái vốn giao chuyển sẽ là cái gì? Và cái tiền tệ nào Trung Quốc giao dịch với những nước khác không thể dùng đồng Mỹ kịp. Bắt buộc họ phải dùng nhân dân tệ hoặc là đồng Euro, hoặc là những đồng pound của Anh. Đó là cái giá trị duy nhất mà họ có thể làm được. Cái giá trị duy nhất mà họ có thể trao đổi. Họ không thể dùng Mỹ Kim trao đổi với lại Trung Quốc. Ví dụ Trung Quốc trả tiền cho họ thì trả bằng đồng Euro của Âu Châu, trả bằng đồng pound của Anh, hay là trả bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thì ok. Nhưng mà không thể trả bằng đồng Mỹ Kim được. Rồi cái hệ thống ngân hàng, tức là khi mà Hoa Kỳ đóng cửa lại như vậy thì tất cả những cái giao dịch ngân hàng của Trung Quốc và Hoa Kỳ chấm dứt, ngưng giao dịch luôn. Rồi kế tiếp, như tôi đã nói, các công ty của Hoa Kỳ không thể làm ăn ở Trung Quốc thì tất cả những cái dịch vụ của họ tại Trung Quốc phải ngưng lại hết. Trung Quốc phải đi kiếm những cái nhu liệu khác để thay thế cho những cái nhu liệu ở Hoa Kỳ. Ví dụ như của Microsoft, ví dụ như của Adobe, ví dụ như là của Discrete. Tất cả những cái nhu liệu này Trung Quốc không được dùng. Đây là cái mà ông Trump đưa lời cảnh cáo. Rõ ràng ông Trump đang đẩy một cái áp lực rất mạnh cho Tập Cận Bình. Giờ phút này Tập Cận Bình phải chọn lựa. Một là sự tồn tại của Đảng Cộng sản thêm một khoảng thời gian. Còn hai là cuộc đấu tranh nội bộ của Đảng Tập Cận Bình tới hồi quyết liệt, Tập Cận Bình một là mất quyền lực và hai là thống nhất quyền lực. Đây là cái cách mà ông Trump đã đưa ra ngay trong tháng này. Nhưng
cái khéo léo của ông là 30 ngày. Thay vì áp thuế ngày 1 tây tháng 9, ngày trước đó ông lại áp thuế 1 tây tháng 9. Tức là ông muốn đo lường cái hội nghị Bắc Đới Hà của Trung Quốc nó diễn ra như thế nào, cuộc đấu tranh quyền lực của họ như thế nào. Rồi ông Trump mới cân nhắc đưa tiếp những cái biện pháp kế tiếp. Có thể là quá căng thẳng và có thể là mềm dẻo hơn, nhưng mà ông sẽ không dừng lại. Giống như tôi đã phân tích ngày hôm qua, ông còn 5 tháng. Ông còn 5 tháng, và nếu như bây giờ Trung Quốc chọn thái độ đối đầu với Hoa Kỳ thì chuyện gì xảy ra các bạn? Nếu chọn đối đầu với Hoa Kỳ giống như lúc nãy tôi đã trình bày, tất cả các dịch vụ đều ngưng lại. Rồi tất cả những công ty nào mà làm ăn với Trung Quốc sẽ khó có thể xuất cảng qua Hoa Kỳ. Đặt trường hợp Đức thì quá xa đi. Tôi đặt trường hợp của Việt Nam gần Trung Quốc nhất là coi như là chấm dứt luôn. Tức là những mặt hàng của Việt Nam nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ bị soi rất kỹ, và chỉ cần tìm thấy dấu vết là nguyên liệu đó, không phải là thành phẩm nha, nguyên liệu đó nhập từ Trung Quốc là Hoa Kỳ chặn ngay. Tức là completely cái gì liên quan tới Trung Quốc là Hoa Kỳ sẽ công nhận. Thì bây giờ cho dù rằng bây giờ một khối thép của Việt Nam, của Trung Quốc nhập qua Việt Nam là thép thô, rồi Việt Nam chế tạo thành những cái, tôi cứ cho là chế tạo được đi, đúng không? Thành những cái sản phẩm, ví dụ như là bù lon, con tán gì đó, rồi xuất cảng qua Mỹ là không được. Là không được, tại vì cái nguồn nguyên liệu đó là từ Trung Quốc. Coi như Hoa Kỳ completely sẽ chặn lại hết. Và Đức cũng vậy, Đức lợi dụng cái thép rẻ của Trung Quốc trong tất cả các cái phụ tùng xe của họ. Có những cái phụ tùng họ vẫn dùng thép Đức là tốt nhất về máy xe, nhưng mà những cái mà xung quanh bao bì của chiếc xe đó thì họ không dùng thép Đức, tại vì nó mắc quá, thì họ dùng thép của Trung Quốc cho nó rẻ hơn, tức là nó thuộc dạng cái dàn đồng của chiếc xe thôi, nhưng mà họ không dùng cái thép của Đức. Thép của Đức chỉ là trong cái máy nó quan trọng thì họ dùng cái thép. Còn bây giờ tất cả đều không dùng được thì coi như xe Đức cũng không nhập cảng vào Hoa Kỳ được. Trừ phi là chiếc xe đó thép của Đức, thép của Hoa Kỳ thì ok. Đây là một trong những cái mà nếu như Trung Quốc chọn thái độ cứng rắn này. Còn nếu như Trung Quốc, Tập Cận Bình vì lý do lúc này không còn cách nào khác hết, lúc này chưa phải là lúc đối đầu với Hoa Kỳ, phải chấp nhận những điều kiện của Hoa Kỳ, thì chuyện gì xảy ra các bạn? Cuộc đấu tranh nội bộ đương nhiên nó sẽ gay gắt. Nhưng mà tôi nói về kinh tế thôi, là coi như toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị lật trở lại hết. Tại vì tất cả cái khung luật pháp về kinh tế của Trung Quốc đã dành quyền lợi cho họ thì bây giờ phải xóa bỏ hết. Thứ nhất là cái sản phẩm trí tuệ phải được khẳng định lại rõ ràng. Thứ hai là không có cái vụ mà gọi là subsidy, tức là hỗ trợ tài chính từ chính phủ cho những cái công ty quốc doanh. Thứ ba là phải mở cửa toàn bộ các cái thị trường của Trung Quốc ra cho Hoa Kỳ. Trong đó có những cái ngành mà Trung Quốc vẫn giữ quyền lợi của họ để mà kiếm lợi, thay vì cho công ty khác ở nước ngoài vào cạnh tranh, họ không cho. Thứ tư là Trung Quốc còn phải thực thi tất cả những cái điều rất quan trọng, vì cái giá nhân công của họ rẻ. Lý do tại sao họ rẻ là bởi vì họ không có công đoàn độc lập để bảo đảm cái việc mà quyền lợi của công nhân so với ở Hoa Kỳ. Do đó giá thành công nhân nó rẻ quá. Bây giờ Trung Quốc phải đổi luật lại và phải nâng cấp đời sống công nhân lên, bảo đảm quyền lợi của công nhân từ mức lương tối thiểu, bảo hiểm cho tới những cái quyền lợi khác của công nhân. Và phải có những cái công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân và thúc đẩy các chủ nhân phải tăng lương hàng năm cho các công nhân. Rồi chưa kể cái điều quan trọng nhất là cái khung luật pháp của Trung Quốc sẽ phải thay đổi. Trung Quốc phải có một hệ thống tư pháp độc lập, không dính tới chính phủ, để cho các cái cuộc xét xử về các cái cuộc tranh cãi thương mại nó được công bằng. Đây là một trong những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đặt ra, tức là phải thay đổi tất cả luật lệ. Thì lúc đó coi như toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc, toàn bộ xã hội Trung Quốc sẽ bị lật trở lại hết. Mà đối với Đảng Cộng sản các bạn, nền tư pháp độc lập là cửa tử của họ. Họ không thể nào có một nền tư pháp độc lập, tất cả phải là từ Bộ Chính trị chỉ đạo xuống. Ngay cả bản án là không có xét xử dựa theo bằng chứng, nhân chứng, vật chứng, mà tất cả cái bản án đều được chỉ đạo từ Bộ Chính trị xuống, chứ không có một cái phiên tòa xét xử công bằng dựa trên những cái yếu tố trên. Tại vì sao? Giống như nhiều lần trước tôi có nói, nếu như đặt ra một nền tư pháp độc lập hoàn toàn tách rời với chính phủ và
họ thực hành cái ngành nền tư pháp riêng đó, thì có nghĩa là các bạn sẽ nghĩ bao nhiêu triệu người Trung Quốc sẽ nộp đơn kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu như có một cái nền tư pháp độc lập. Do đó Trung Quốc không thể nào có một nền tư pháp độc lập được hết, và không có nền tư pháp độc lập thì nó không đáp ứng được cái đòi hỏi của Hoa Kỳ. Mà nếu mà thi hành cái nền tư pháp độc lập thì coi như Tập Cận Bình tự tay cắt cổ Đảng Cộng sản. Điều một điều mà nếu mà Tập Cận Bình hy sinh Đảng Cộng sản để bảo vệ cái ghế cá nhân của ông ta thì có thể xảy ra. Nhưng nếu phải bảo vệ cho toàn bộ Đảng Cộng sản, Tập Cận Bình không thể đáp ứng được cái yêu cầu này của Tổng thống Trump. Tại vì cái này coi như là thay đổi cái nền tư pháp là đưa tay cắt cổ Đảng Cộng sản đó. Do đó cái cục diện bây giờ Hoa Kỳ nằm ở thế không còn nương tay với Trung Quốc được nữa. Các bạn thấy từ mấy ngày nay, từ mấy tuần lễ nay rồi, tất cả những thông tin mà tôi đưa cho các bạn đều là gia tăng áp lực chính quyền Tổng thống Trump phải cứng rắn với Trung Quốc. Ông không còn lựa chọn, bây giờ ông chọn cái giải pháp nhẹ nhất là đánh thuế. Đây là gọi là giải pháp nhẹ nhất mà Trung Quốc đã rèm mình rồi. Bây giờ nếu mà chấn thêm những cái biện pháp khác thì các bạn thấy Trung Quốc sẽ như thế nào. Chỉ mới có cái đánh thuế 300 tỷ thôi là được xem là một trong những cái biện pháp nhẹ nhất cho Trung Quốc rồi đó các bạn. Còn nếu mà áp dụng thêm những biện pháp nặng hơn thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ lâm vào một cơn khủng hoảng lớn. Từ đầu năm tới bây giờ, cái mức trao đổi mậu dịch giữa đôi bên giảm 14%. Nhưng mà nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn là tăng trưởng đều đặn và khỏe mạnh. Trong khi nền kinh tế của Trung Quốc thì bước vào suy thoái. Thì bây giờ các bạn thấy hai ly nước đã đầy. Một ly á thì nó nằm còn một chút xíu vậy, cho nên có thêm giọt nước vô nó cũng ok. Còn cái ly của Trung Quốc nó tràn lên rồi. Nước rớt xuống là tràn ra ngoài, nước rớt xuống là tràn ra ngoài. Nó giống như hai ly nước. Một ly nước thì còn một chút xíu này, là ly nước của Hoa Kỳ, là có sôi lên nó vẫn đầy. Tức là cái nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn khỏe mạnh, vẫn gần 4 chấm, tức là 3 chấm mấy mức tăng trưởng. So với Trung Quốc bây giờ đã xuống 6.2. Kinh tế suy thoái, bây giờ mức xuất cảng cũng giảm luôn. Thì các bạn thấy rõ ràng cái hình ảnh của Trung Quốc. Và ngày hôm nay Tổng thống Trump có nói là Trung Quốc đã mất 5 triệu việc làm, cộng thêm 2 triệu việc làm công xưởng nữa. Tức là tổng cộng 7 triệu việc làm đã mất đi ở Trung Quốc. Mà mới chỉ là cái giai đoạn đầu của cuộc chiến mậu dịch thôi. 7 triệu việc làm mất rồi các bạn. Khó khăn lắm mới kiếm được vài trăm ngàn việc làm trong một năm. Ngay cả Hoa Kỳ, ông Trump thúc đẩy như vậy mà tăng được 200-300 ngàn việc làm là đã mừng lắm rồi. Mà bây giờ mất đi 7 triệu việc làm. Rồi năm tới lại mất thêm mấy triệu việc làm nữa, mười mấy triệu việc làm mất đi. Thì các bạn thấy cái xã hội Trung Quốc nó như thế nào. Đây là cái đòn rất độc. Và phải nói rằng là nó làm cho Trung Quốc phải chậm lại tất cả những cái dự tính của họ. Mà điều đặc biệt là cái vấn đề của mậu dịch kinh tế, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề quân sự của Trung Quốc. Thứ nhất là cái ngân sách nó bị siết lại. Rõ ràng Trung Quốc phải chi phí nhiều hơn cho những cái ngạch khác, và quốc phòng họ phải siết lại. Và thứ hai là vấn đề Trung Quốc họ có thể họ kích động cái hồ sơ quân sự để mà tránh cái áp lực của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ đã vay. Và bây giờ Trung Quốc có kích động ở chỗ nào? Ngày hôm qua hôm kia tập trận ở đe dọa Đài Loan. Đài Loan bắn 117 phát hỏa tiễn là Trung Quốc đã muốn đổ mồ hôi hột rồi. Tức là Đài Loan không hề sợ. Tưởng rằng là có thể đe dọa được Đài Loan. Bây giờ phía Đài Loan họ còn diều hâu hơn nữa. Họ sẵn sàng bắn trả cho họ không sợ. Thì các bạn thấy rõ ràng là cái hồ sơ Đài Loan Trung Quốc không đụng vô được rồi. Tại vì Đài Loan bây giờ giống như là một con beo mà đầy còn trẻ trung đang sung đó, sẵn sàng tấn công luôn cả công sư tử luôn. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn, làm sao mà Trung Quốc có thể, thì cái còn lại là gây hấn ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, tức là cái khu vực mà Đông Nam Á, mà xuống gây hấn ở khu vực đó thì không có quốc gia nào phản kháng hết, chỉ có lên tiếng bằng mặt ngoại giao. Cuối cùng cái xung đột không có, mà chỉ là cái xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mà bây giờ Hoa Kỳ đang án binh bất động ở khu vực này. Eo biển Đài Loan thì Hoa Kỳ xuất hiện, nhưng mà khu vực Biển Đông Hoa Kỳ vẫn đang án binh bất động, chưa có một cái hành động nào ở khu vực Biển Đông hết. Kể cả Trung Quốc đang xâm lấn qua cái vùng biển, đưa ta
ngư phủ như dân quân xâm lấn vào vùng biển Philippines, đưa tàu thăm dò giàn khoan vào trong vùng biển của Việt Nam. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn đứng ngó. Rõ ràng Trung Quốc đánh vào khoảng không. Đánh vào khoảng không, muốn kích động ở khu vực này cũng không được. Mà bây giờ kích động ở khu vực Bắc Hàn thì thấy Bắc Hàn cũng đã bắn quả tiễn rồi, nhưng mà không ai nói gì hết. Rõ ràng Trung Quốc đang muốn thọc gãy. Bây giờ hồ sơ Iran thì Hoa Kỳ né ra, Anh bước vô. Anh Quốc bước vô, rồi bây giờ Nam Hàn gửi tàu chiến tới, Nhật thì gửi chiến đấu cơ tới. Mà các quốc gia này đều tuyên bố là chúng tôi đến nhưng mà không có hợp tác với Hoa Kỳ. Chúng tôi bảo vệ cái tàu dầu chúng tôi thôi. Thì các bạn thấy là Trung Quốc còn thọc gãy chỗ nào nữa các bạn? Venezuela thì bây giờ là coi như chết cứng bên đó rồi, không thọc gãy gì được nữa rồi. Cuba cũng vậy. Thì bây giờ các bạn nói tôi nghe, Trung Quốc còn thọc gãy được chỗ nào để mà gây khó khăn cho Hoa Kỳ đây? Gần như toàn cái bài toán toàn cầu Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ phong tỏa. Bây giờ cái hướng Đông Nam Á thì đánh vào khoảng không. Cái này rõ ràng là hồ sơ Trung Quốc về quân sự họ không quậy bỏ được nữa rồi. Còn hồ sơ về kinh tế, tức là mậu dịch, thì bây giờ ông Trump đi theo kiểu này. Tức là bây giờ treo cái bản án một tay thắng chính trước, rồi từ từ đánh thêm những phần khác vô. Đây là cái áp lực rất lớn, mà cái áp lực này chủ yếu là tác động vào cái giới đầu tư Trung Quốc bỏ chạy khỏi Trung Quốc. Và nó đã xảy ra ngày hôm nay, giới đầu tư đã bắt đầu tìm cách tháo chạy. Tức là những tay mà đầu tư tài chánh á, chơi chứng khoán đó, đã bắt đầu rét lên rồi. Bây giờ tìm cách là thu tiền lại. Đây là một trong những cái đòn rất độc của Tổng thống Trump, khiến Trung Quốc phải chính vương nghị mà ngày hôm nay phải nổi điên lên mà. Ở Bangkok phải tuyên bố là cái hành động này là thiếu tính chất xây dựng. Tức là vương nghị đã phải nhảy nhõm lên rồi. Thì các bạn thấy cái tình hình của Trung Quốc bây giờ nó không phải đơn giản. Tại vì họ đang có gọi là nội loạn. Rồi bây giờ bên ngoài thì bị áp lực quá nhiều. Đây là những cái lúc mà tôi gọi là 5 tháng này là cái giai đoạn mà Trung Quốc phải bơi rất là nhiều. Trước cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử của Hoa Kỳ là tới tháng 11 năm tới. Thì trước cái cuộc bầu cử đó, từ đây đến đó còn quá xa đối với Trung Quốc để có thể lật ngược thế cờ. Ông Trump còn thời gian để chơi cái game này. Vậy thì Trung Quốc đã không còn cửa để mà lui. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa tôi trở lại cái đề tài thứ hai. Các bạn sẽ thấy được càng lúc ông Trump càng phải cứng rắn, là bởi vì áp lực rất nặng nề từ các nhà lập pháp của Hoa Kỳ và công chúng Hoa Kỳ đối với cái hồ sơ của Trung Quốc. Một lát tôi trở lại, xin các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của tôi. Trong vòng 2 phút tôi sẽ trở lại.